Mai 9 giờ ở công viên khu phố mình nha bà. À, vậy rốt cuộc là ông muốn nói chuyện gì với tôi? À, chuyện là vậy nha, không gặp không về. Anh nè, mà ủa, không nghe gì hết. Nè, ông Tân, rốt cuộc là ông muốn nói chuyện gì? Alo, alo. Ủa, rốt cuộc là ông muốn nói chuyện gì với mình đây trời? Bao nhiêu năm rồi, không lẽ ông kỳ quá à? Mà nói chuyện gì với mình ta? Kỳ quá à. Ủa, má hả? À? Quay rồi sao má không ngủ đi? Không, má ngủ không có được. Trời, sao ngủ không được? Ngủ không được cũng phải đi ngủ chứ, khuya lắm rồi. Khuya khuya cái gì? Má nói má ngủ không được là không ngủ được chứ làm sao bây giờ? Không có chuyện gì hết á, hỏi cái gì? Chứ giờ làm sao? Má không nói thôi con vô con ngủ trước à. Má, cái gì? Sao vậy? Thôi đừng có hỏi nữa mà, mệt quá, người ta đang rối rắm đây nè, cứ hỏi hoài à. Nói chưa, người ta quan tâm cũng không cho nữa. Thôi má không cho, thôi con đi vô ngủ trước. Bởi vậy con với cái nè, cha mẹ buồn bực á, nó cũng không biết hỏi một câu. Thiệt tình. À, dạ, vậy bữa giờ sức khỏe của má sao rồi? Má có uống Alapro chưa? Coi chừng quên cử uống thuốc đó nha. Má nhớ má uống rồi. Nhờ mỗi ngày má uống điều Alapro nên cái đường huyết của má nè, con Bích nó đo dùng ổn định lắm rồi. Dạ. Ừ. Cũng chỉ do cái trò chơi hồi nhỏ mà tai hại tới bây giờ luôn à. Má nói gì? Má. Mà mình không nhận lời thì sao ta? Có khi ổng buồn rồi ổng đau tim tới chết luôn là mình không tội nữa. Mà nếu mình nhận lời thì sao? Thì mình có lỗi với ba sắp nhỏ. Không, mình không thể nào làm như vậy được. Không thể nào thì làm sao? Thì rối rắm, bế tắc quá. Thì là bế tắc. Má, nó phòng con mà. Lộn hả? Vậy không phải. Lộn. Ôi. Ơi, quên. Mỗi ngày là mình phải uống Alapro mới mong giữ vững sức khỏe bền lâu chứ là. Ông Tân, ông đừng có nói là vì chuyện đó mà ông tính tự tử nghe. Tôi cũng chưa có nói gì với ông hết á mà. Công nhận là hồi xưa đó, tôi cũng có rủ ông là mình hay chơi trò cô dâu chú rể. Nhưng mà đó là chuyện hồi xưa rồi. Bây giờ mỗi người đều có gia đình hết, con cái đề quề rồi. Ông cứ nhớ tới cái chuyện cũ làm chi để rồi ông tương tư tôi. Trời ơi, tôi mệt bà quá. Sao? Cái gì vậy? Ông Tân. Ông sao vậy?
Nè, ông đừng có nói với tôi là ông tương tư tôi tới phát điên lên đó nha. Mà thiệt, ôi sao mình tạo nghiệp quá à. Nói chung ai nghĩ mình đẹp chi ta. Ôi trời ơi bà ơi, bà tưởng tượng quá rồi. Cái gì tưởng tượng, tôi nói không đúng sao? Tôi đang rầu thúi ruột đây nè. Tôi bị tiểu đường tiếp 2 rồi tim mạch nữa nè. Bác sĩ cho tôi hả một đống thuốc như vậy nè, tôi không biết là tôi có nên uống hay là không. Ừ, ông thiệt là không có nói chuyện cho rõ ràng, nói chuyện nửa giờ làm tôi cứ tưởng chuyện kia chứ. Mà thôi, tôi nói ông nghe nè, cỡ quá kỳ quá. Tôi nói ông nghe, mình già rồi, có bệnh thì uống thuốc, không có phân vân cái gì hết á. Thì tôi biết, bây giờ mình già rồi, cái cổ họng của mình đây nè nó hẹp lại, bà biết không? Đúng rồi đó. Rồi mà tôi sợ nó uống thuốc nhiều quá, đâm ra tôi mắc nghẹn. Đúng rồi. Không sao đâu, không sao đâu. Cái gì vậy? Không sao đâu mà chú. Dạ, là con nè. Là con. Dạ. Đi đâu mà xuất hiện bất ngờ vậy nè? Con đi mua sản phẩm Alapro cho má đó. À, con gái tôi nó đi mua sản phẩm Alapro để bồi bổ cơ thể của tôi nè. Dạ, đúng rồi đó chú ba. Lúc nãy vô tình á, con đi ngang đây á, con nghe là chú ba bị bệnh tiểu đường, cho nên con định là giới thiệu sản phẩm Alapro cho chú ba đó. Chú ba sử dụng sản phẩm này á sẽ giảm thiểu được số lượng thuốc điều trị đó chú ba. Đúng rồi đó. Ý của con là chú ba dùng cái sản phẩm này thì uống thuốc ít hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ, đúng rồi đó ông. Mấy tháng trước á, tôi thấy trong người á, nó khó chịu lắm mà nó mệt nữa. Cái nhờ con gái nó mua Alapro này nè, về tôi uống liên tiếp trong 3 tháng nó khỏe re à. Sản phẩm này hay vậy hả? Đúng thiệt vậy đó. Mà tôi nhắc nhở ông này nghe, mình phải uống kèm thêm thuốc chữa bệnh của bác sĩ nữa mới được à nha. Thiệt không vậy bà? Trời ơi, nhìn ánh mắt ông sao cứ lúc nào cũng nghi ngờ mẹ con tôi quá. Tôi nói ông nghe nè, ông không tin phải không? Nói có sách mách có chứng nha, tôi gọi bác sĩ liền cho ông nghe nè. Alo, bác sĩ ơi. Dạ chào bác sĩ. Dạ chào bác sĩ. Dạ hôm nay thì tôi cũng đến đây để cũng mong rằng bác sĩ tư vấn cho vài điều. Dạ, chào mệt cô ông chú. Quá tư vấn cái gì thì vài điều là gì? Ổng định hỏi bác sĩ nói cho ổng biết mấy cái điều mà liên quan tới bệnh tiểu đường, nói đại đi. Dạ đúng thưa bác sĩ, hiện tại bây giờ thì tôi đang bị bệnh tiểu đường tiếp 2 và cái bị bệnh tim mạch nữa đó bác sĩ. Thì tôi cũng hơi phân vân và tôi muốn biết rằng là hai cái bệnh đó nó có liên quan gì với nhau không thưa bác sĩ? Có chứ, hai cái bệnh này nó giống như người bạn song hành. Thì khi mà mình bị tiểu đường tiếp 2 thì sau một thời gian chúng ta cũng có thể bị bệnh tim mạch. Và những cái người bị bệnh tim mạch thì sau một thời gian cũng có thể bị bệnh đái tháo đường tiếp 2. À dạ. Như vậy bác sĩ cho biết là những cái người mà rơi vào bệnh tiểu đường tiếp 2 mà ở người cao tuổi á, thì tại sao mà nó dễ bị như vậy? Rồi làm sao mà mình biết để mà mình phòng ngừa hả bác sĩ á? Đái tháo đường tiếp 2 là đái tháo đường xảy ra do mình tăng đường huyết, mà cơ chế là do giảm tiết insulin, hoặc là mình có đề kháng insulin, là tức là cơ thể không thể sử dụng được insulin nữa. Mà cái quá trình này nó xảy ra tăng dần theo tuổi, tức là càng lớn tuổi thì càng dễ bị đái tháo đường. Thêm một bên khía cạnh nữa là người lớn tuổi thì việc vận động của mình, tập thể dục mình sẽ không có như người trẻ được, mình sẽ ít vận động hơn. Rồi thêm mà lớn tuổi mình lại ăn uống không có kiêng khem như là người trẻ tuổi được, nên thành ra người cao tuổi thường là dễ bị mắc bệnh đái tháo đường tiếp 2. À là nó như vậy đó ông. Dạ vậy thôi, bây giờ còn một cái nữa bác sĩ, cái này có điều này nó cũng hơi khổ tâm cho tôi. Dạ giống như bây giờ tôi đang bị bệnh tiểu đường ở tiếp 2 đó bác sĩ, như vậy coi như đó là một cái án tử của tôi rồi đó, có nghĩa là nó sẽ bị bệnh tiểu đường rồi nó dẫn chứng ra những cái biến chứng khác. Như vậy thì tôi muốn hỏi là bác sĩ á, nếu cái bệnh này đó mình có một cái cách nào để mình phòng ngừa hay là mình chống trị gì nó được không? Đúng rồi đó bác sĩ. Cô chú cũng đừng có quá lo lắng.
đúng là bị đái tháo đường type 2 thì mình cái bệnh nó sẽ theo mình suốt đời. Nhưng nếu mà chúng ta có kiểm soát đường huyết tốt thì nó sẽ không xảy ra biến chứng gì cả. Cách nào mình kiểm soát đường huyết tốt đó là mình phải biết cách ăn uống hợp lý và tập thể dục đều đặn. Mình bị đái tháo đường type 2, mình đi khám bác sĩ sẽ điều trị cho mình. Thì lúc đó đường huyết ổn định thì mình sẽ không có biến chứng gì hết. Nên cô chú đừng lo. Nhắc tới bác sĩ điều trị tôi mới nhớ tới cái chuyện liên quan là cô ông này chứ không phải của tôi. Ổng không phải là một thứ bệnh nữa bác sĩ, mà hai lần vừa bị tiểu đường mà lại vừa bệnh tim mạch nữa. Rồi ổng than với tôi á, cái cuốn họng ổng nó nhỏ xíu à. Hèn chi ổng sợ ổng thuốc, hèn chi bây giờ làm sao mà mình giảm bớt thứ thuốc, uống một thứ thôi, đừng uống hai thứ được không bác sĩ? Cô chú cũng đừng có quá lo. Khi mình điều trị đái tháo đường á thì mình điều trị phải toàn diện. Là mình phải kiểm soát đường huyết thật tốt, mình phải kiểm soát huyết áp nè, mình phải điều trị luôn cả mỡ máu nè. Bên cạnh đó chú đã có bệnh tim mạch rồi thì bác sĩ đã cân nhắc việc điều trị thuốc là nó phù hợp hay không rồi thì bác sĩ mới kê thuốc. Khi mình uống cái tương tác thuốc giữa lẫn nhau bác sĩ đã cân nhắc rồi nên cô chú cứ uống theo toa của bác sĩ. Khi mà bệnh ổn định thì lúc đó bác sĩ sẽ điều chỉnh và giảm liều thuốc cho mình chứ không có gì mà phải sợ thuốc hết. Vậy bác sĩ, nếu trường hợp như vậy thì bây giờ cái bệnh của tôi đó mình sử dụng thuốc, vậy thì tôi ăn uống chắc thoải mái hả bác sĩ? Vậy ông khỏe, ông ăn uống này thoải mái luôn. Không có được. Tại vì mình điều trị đái tháo đường là nền tảng phải điều trị từ chế độ ăn và tập luyện. Thì chúng ta phải ăn uống nó phù hợp, chúng ta phải ăn uống đúng giờ đúng giấc, một ngày ăn 3 lần. Và bên cạnh đó chúng ta phải ăn ít tinh bột, tăng lượng rau, ăn thật nhiều rau, ăn nhiều thịt lên. Và chúng ta phải giảm đi những cái món mà gọi là chiên hay là nhiều dầu mỡ. Chúng ta chuyển qua chúng ta ăn dầu từ thực vật, tránh các loại trái cây ngọt, tập thể dục đều đặn mỗi ngày 30 phút. Thì lúc đó chúng ta đường huyết ổn định, kiểm soát tốt bằng chế độ ăn thì thuốc chúng ta dùng sẽ ít đi. Và khi mà mọi thứ đều ổn định hết thì chúng ta dùng thuốc đơn giản thôi, không có gì lo lắng. Dạ, như vậy là hôm nay tôi cũng cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Sau này á, trong gia đình nè, bạn bè, người thân nè, có ai mà mắc bệnh tiểu đường như vậy nè, hoặc là bệnh tim mạch cái gì gì, nói chung nó liên quan với nhau, những cái bệnh này thì tôi sẽ giới thiệu cho bác sĩ, rồi bác sĩ tư vấn, rồi bác sĩ cũng như là giải bài cho người ta biết để người ta yên tâm á bác sĩ ha. Dạ, không chỉ cô mà tất cả mọi người nếu có thắc mắc về bệnh tiểu đường thì cứ alo bác sĩ nghe.